Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 6, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Yên Bình, cùng dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2021, huyện Yên Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, đã có 3 trên 30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 14 chỉ tiêu đã đạt 50 đến từ 70% kế hoạch trở lên. Nhiều mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, thủy sản theo các đề án chính sách của tỉnh được triển khai và nhân rộng. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện Yên Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương, phòng, ban và lãnh đạo huyện Yên Bình đã kiến nghị đề xuất bổ sung một số dự án đầu tư trọng điểm của huyện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Kiến nghị rà soát, điều chỉnh mốc giới một số khu vực hành lang bảo vệ hồ Thác Bà và điều chỉnh bổ sung cục bộ đồ án quy hoạch chung thị trấn Yên Bình và vùng phụ cận đến năm 2030. Thu hút đầu tư phát triển một số dự án phát triển du lịch với quy mô phù hợp, quan tâm tạo điều kiện nhân rộng mô hình nuôi trâu bò vỗ béo. Tiếp đó, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình cần quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Như huyện cần quan tâm đến quy hoạch sử dụng đất 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phát huy lợi thế trong lĩnh vực thủy sản của địa phương, cần chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển một số sản phẩm chủ lực, tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quan tâm xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có giải pháp trong thu hút đầu tư và cần tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân huyện Yên Bình đã hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm và trong giai đoạn tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, huyện cần tập trung đồng lòng quyết tâm xây dựng huyện Yên Bình phát triển toàn diện, đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 và là một trong những huyện khá của tỉnh và khu vực. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện cần không ngừng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, năng động, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, rà soát đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, coi đây là một trong những nhiệm vụ then chốt hàng đầu. Vì năm nay là rất là quan trọng là năm đầu. Thế mà năm đầu mà chúng ta khí thế đang hừng hực như thế này mà chúng ta không hoàn thành được các chỉ tiêu thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái kế hoạch cũng như là đến cái tinh thần của chúng ta trong những năm tiếp theo. Tôi rất phấn khởi là bí thư huyện, bí thư xã Yên Thành khó khăn như vậy mà nắm vững từng chỉ tiêu một, nhưng vừa cũng đặt mục tiêu quyết tâm là sẽ phải về đích nông thôn mới vào năm 2023. Cho đấy là một cái thể hiện cái quyết tâm, cái khát vọng rất là lớn. Và cái tinh thần đấy phải được lan tỏa trong tất cả các đồng chí trong hội nghị ngày hôm nay và lan tỏa về tất cả các đảng bộ, các chi bộ của huyện. Nhóm nhiệm vụ thứ nhất là về xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Coi đây là một trong những nhiệm vụ then chốt hàng đầu. Là tiếp tục tuyên truyền quán triệt sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân về các quan điểm, định hướng, rồi mục tiêu, rồi nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thứ nữa là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rồi bồi dưỡng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Và tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 và kết luận 01 mới đây của Bộ Chính trị cũng như kế hoạch 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 37
ngày 21 tháng 4 năm 2021 của tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng với yêu cầu phát triển của huyện trong giai đoạn tới. Là triển khai nghiêm túc hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm. Điểm thứ tư là làm tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất cao trong đảng và sự đồng thuận trong toàn xã hội. Điểm thứ năm là đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội theo tinh thần nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng vừa mới ban hành. Trong đó là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo với sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân để cùng với cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể để cùng xây dựng nông thôn mới rồi giảm nghèo. Điểm thứ 6 là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, quyết liệt cải cách hành chính để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia, xây dựng và giám sát hoạt động của chính quyền các cấp. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đánh giá cao việc khai thác tiềm năng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp trở thành những sản phẩm chủ lực, phát triển nông nghiệp đa mục tiêu với chủ lực là kinh tế lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản của huyện Yên Bình. Khẩn trương xây dựng hệ thống các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách để làm cơ sở cho việc thu hút và thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong đó hết sức lưu ý đến là quy hoạch xây dựng, bao gồm quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch vùng huyện, rồi chương trình kế hoạch phát triển đô thị, rồi đề án phát triển đô thị, rồi quy hoạch sử dụng đất, vân vân. Như chúng tôi đã nói và các đồng chí ý kiến phát biểu nhiều bây giờ là cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Và nghị quyết Đại hội 13 nói rằng là chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Thì trong đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế đồi rừng, liên kết theo chuỗi giá trị từ nuôi trồng, khai thác, chế biến cho đến tiêu thụ. Nhất là các sản phẩm chế biến sâu từ gỗ rừng trồng, rồi phát triển rừng trồng gỗ lớn, rồi cấp chứng chỉ rừng FSC. Và chúng ta gắn với thu hút các cái doanh nghiệp để đầu tư chế biến để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu các sản phẩm lâm nghiệp công nghệ cao, vì đây là một lợi thế rất lớn của huyện Yên Bình, nhất là các cái xã vùng Đông Hồ là cái diện tích canh tác là cũng rất là lớn. Tận dụng tối đa lợi thế về nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà để mở rộng nuôi trồng tập trung, thâm canh các loại thủy sản có giá trị cao, rồi thủy đặc sản thương hiệu hồ Thác Bà đảm bảo tiêu chuẩn an toàn sinh học, rồi phát triển mở rộng nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, tăng cường thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp, phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác để liên doanh liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm, thủy sản theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị kinh tế cho người nông dân. Và trong đó thì nghiên cứu và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp theo nghị quyết 69, rồi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, rồi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khuyến khích nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả ở phía đông hồ Thác Bà gắn với phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng như là mô hình trồng cây ăn quả, rồi nuôi cá lồng, rồi chăn nuôi gia súc quy mô lớn, vân vân. Chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan để hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, rồi xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực, đặc sản và có giá trị cao của huyện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện Yên Bình cần cơ cấu lại sản xuất công nghiệp theo hướng sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường và giá trị gia tăng cao trên cơ sở khai thác, phát huy lợi thế sẵn có về vị trí địa lý, giao thông, vùng nguyên liệu và nhân lực, thu hút các doanh nghiệp đầu tư mở rộng, phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp trên địa bàn,
phát triển mạnh các loại hình dịch vụ có tiềm năng lợi thế của địa phương, trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, quản lý hiệu quả thu chi ngân sách nhà nước, tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, giải quyết dứt điểm và kiên quyết không để tái diễn tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản khu vực Hồ Thác Bà. Phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và chuyển dịch lao động, làm tốt công tác y tế dự phòng, nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị huyện triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021. Làm tốt công tác vận động tuyên truyền để cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn, tổ dân phố, khu dân cư hạnh phúc, cơ quan đơn vị hạnh phúc, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Về những đề xuất kiến nghị của huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình và các sở ngành của tỉnh ra soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định